À. Và bà con thấy trong cái câu chuyện của thằng Dũng cầm cầu đó, trong câu chuyện của Dũng cầm cầu thì bây giờ đó nó kéo theo là rất nhiều cái người à, chị em của thằng Dũng đó, rồi gia đình bên vợ thằng Dũng, bà con thấy không? Tôi nói thật sự cái đám YouTube này đó à, tôi nghe thông tin rằng cái chỗ mà thằng Huyền TV đó à, nó là một trong những cái kênh à, là cũng là bà con thân thuộc gì của thằng Dũng, chứ nó không phải là người xa lạ à, nó là nó kêu thằng Dũng bằng anh con của người bác họ à, thằng Huyền TV nha. À, tôi điều tra ra là cái thằng này nó thật sự bây giờ bà con thấy khủng khiếp không? Trời đất thánh thần thiên địa, YouTube mà nó còn đi quay cho người nhà, ở YouTube mà nó còn đi quay cho người thân là tôi thua rồi. Đấy. May đó quý bà con nha, may mà cái thằng này ngày xưa đó mà nó không học đến nơi đến chốn đó. Cho nó mà nó thật sự nó học đến nơi đến chốn nó ra làm cán bộ đấy. À, tôi nghĩ là chắc cả họ của nó là được nhờ ở trên. Tôi nghĩ cả họ của nó lên chắc cũng là dạng quan to thôi, lên cũng là anh bổng lộc chứ cũng nhiều thôi, đúng không? Nó có một kênh YouTube có chút ác à, mà bà con thấy là nó gọi là nó đi quay nó bảo vệ cho người nhà nó khủng khiếp không? Tôi hỏi ngày nào nó cũng vô nó quay con thắm, ngày nào nó cũng quan tâm con thắm, thôi mà đem mà rước về nhà mày nuôi luôn đi, đúng không? Ẵm con thắm về nhà nuôi luôn chứ việc gì đâu mà nó khổ vậy cưng, ngày nào em cũng tới em quay đầu em đưa lên những thước phim nó không có một cái giá trị nhân văn và không có một giá trị đạo đức nào đó. Các em biết rằng thằng Sang nó đang bị oan mà các em nói thật sự các em gọi là nhắm mắt làm ngơ à, các em anh không muốn gọi tên các em nhưng nói thật sự cái sự việc này nó cũng gọi là quá rồi cho nên anh cũng phải gọi tên thôi à, gọi tên để cho cộng đồng mạng phải có một cái nhìn nhận chung à. Mày thương con thắm, mày quan tâm con thắm thì nó thật sự mày đem con thắm về mày nuôi, đúng không? Cho nó làm phòng nhì, đó. Có vợ chưa? Có vợ rồi, vợ phòng nhất, còn con thắm làm phòng nhì. Ở rồi tao chạy qua chạy lại, tao quay rồi chạy qua chạy lại, tao chăm sóc cho nó tiện. Ở rồi hàng đêm là tao lên tao live stream trực tiếp, rồi thắm ngồi sau lưng đó. Rồi để cho mọi người cùng biết là con thắm bây giờ nó khỏe như thế nào, nó đau yếu ra sao, đúng không em? Trời ơi, ngày nào em quay lên em cũng bảo rằng là đã quay cho bà con biết, để quay cho bà con họ xem, anh chẳng biết là xem cái gì, biết cái chi, biết xem cái gì, nó thật sự cái câu chuyện mà người ta đang cần xem, đang cần biết, đang cần quan tâm là lũ em giống như nó thật sự mèo vô kích yeah. Là cái vụ mà cái bầu tác giả của cái bầu là ai, ủa sao các em bây giờ các em lại là vô nhân tính đến mức độ như vậy? Các em đang tiếp tay, các em đang đồng lõa, các em đang có những cái hành vi mà nó vi phạm pháp luật để mà bắt ép một thằng nhỏ 12 tuổi phải nhận những cái trách nhiệm không phải thuộc về nó. Rồi các em lên các em thể hiện, trời ơi kênh của em là một trong những kênh là cái như là tử tế đàng hoàng. Kênh của em là dùng để mà đi xoa dịu cái nỗi đau. Rồi cũng chính bản thân các em gọi là đi giết một cái tương lai của một đứa trẻ à, mà xoa dịu nỗi đau. Ở kênh YouTube người ta bảo rằng lan tỏa cái tính nhân văn à, kênh YouTube làm để mà lan tỏa lên những cái sự thật à, để cho bà con người ta nhìn vô và người ta có những cái gọi là cái chiêm nghiệm à, để người ta có những cái mà trải nghiệm trong cuộc sống. Đằng này nó thật sự bay quay lên mà toàn là cái thứ xàm xí không. À, đứa nào đứa nấy bà con thấy không? Trời ơi, nó thật sự riêng ở gia đình thằng Dũng thì bà con thấy đâu ở à, tướng người nào người nấy cũng như Rambo, tướng người nào người nấy toàn là thịt không chứ đâu có xương, đúng không? Đi mà nó thật sự bước đi một bước là lún đất chứ đâu phải thật sự mì nhon đâu quý bà con. Đấy, vậy đó mà đi bán vé số người ta cho tiền vé số rồi nó còn phải đòi thêm chiếc xe máy chứ còn đi xe đạp sợ gãy xe đạp. Nó bảo rằng trời ơi cái tướng đi mà đi xe đạp là còn gì chiếc xe đạp à, thì thật sự khi nghe nó nói như vậy quý bà con thì tôi cũng cảm thấy là thương cho cái thân phận chiếc xe đạp thật đấy. Cái con mà các tạ rữ thật mà bây giờ đó à, ngồi lên xe đạp là sao mà nó ngồi, mà mình ngồi lên xe đạp không được thì mình đi bộ đi, cuộc sống của mình tự lo cho em à, cuộc sống của mình mà bây giờ cái hở một chút là em lên em réo mạnh thường quân, hở một chút em lên em réo cộng đồng đó. Cuộc sống của mình em phải chủ động em lo, người ta cho tiền em bán vé số còn cái việc mà phương tiện đi lại như thế nào đó là việc của em, tại sao mà em lên không gian mạng em chài mồi một cái gọi là quá bây giờ
một người phụ nữ mà bây giờ nó thật sự cái thay mà gọi là nó quá khổ đó là lỗi do ai? Lỗi do mình không biết dưỡng giá, lỗi do mình ăn xong rồi cái nằm ngửa ra đấy mà chờ thờ, cái lỗi do mình là cũng không chịu thể dục thể thao. Cho nên bây giờ cái tướng mà tuổi cỡ ri là cái tướng nó phì ra là lỗi do mình chứ. Sao bây giờ em phải bắt cộng đồng mạng mạnh thì cũng phải chịu là mua cho em chiếc xe nữa là sao? Tôi công nhận, phải công nhận rằng cái đám YouTube này nó cảm thấy là cái nó gan dạ thiệt. Nó đi sinh một cách mà trơ trẽn, một cách gọi là bất chấp vậy mà nó vẫn sinh được. Quý bà con như tôi nó thật sự con cũng không dám ngậm máu lời luôn. Thật sự tôi không dám mà mở một cái lời luôn đó quý vị. Đó. Trời ơi sinh gì mà nó thật sự bay sinh mà bay sinh không còn một cái gì bay không sinh. Đến bây giờ thằng Dũng nó nghĩ rằng tiền của Mạnh Thường Quân là bây giờ người ta chuẩn bị sẵn trong cái sách rồi, chỉ cần mà Dũng ới lên là người ta mở cái sách là người ta mưa đem ra người ta cho. Mới cách đây mấy ngày là mua cái gọi là cái năng lượng mặt trời đó, rồi không có bình có đồ nó cũng lên nó rên nó la. Mà nó mới nhận tiền của Mạnh Thường Quân, bà con thấy không, ngay cả cái con chim sâu và Lâm Tứ cũng phải tới trao tiền cho bọn này. Đó. Nhiều cái tôi nghĩ rằng nó thật sự nó cũng là bi hài thiệt đó chứ quý bà con. Anh mày bây giờ nó gọi là nó đi làm thiện nguyện cho anh Bám, thâu thua rồi. Anh mày mà đi làm thiện nguyện cho anh Bám là bó tay rồi. Bà con thấy thằng Lâm Tứ chim sâu là cái dạng dạng anh mày. Đấy hả? Dạng anh mày trong tình thương của Mạnh Thường Quân. Bây giờ cũng đi ra làm thiện nguyện cho cái thứ anh Bám như thằng Dũng. Thằng Dũng đang anh Bám vào con Thắm. Đấy hả? Đang anh Bám vào hình ảnh con Thắm. Mà tôi nói thật sự sao mà cái đám này nó kỳ cục kẹo luôn, nó gan dạ dở sợ luôn. Ủa sao kỳ vậy? Mình là một trong những con người còn tứ chi đầy đủ, còn sức khỏe, chẳng qua là cái trí tuệ mình không có thôi. Thì thâu bây giờ mình không có trí như người ta, không được làm quan to, không được làm cái cán bộ đó. Thì ta chịu khó ta đi bán vé số, ta chịu khó ta đi làm những việc như là làm cu li, đấy không? Đi bốc vác, đi làm phụ hồ, đi làm công nhân. Đấy. Vì cuộc sống của mình phải làm thôi chứ. Chứ bây giờ không có trình độ mà muốn đòi làm quan to, muốn đòi làm cán bộ lớn thì ai đâu cho mà làm. Hả? Đâu phải dễ mà được làm cán bộ đâu. Vậy đó quý vị, nói một câu thì nó hơi buồn. Cả cái đám YouTube lẳng đến nhân vật. Ăn xong rồi cứ nằm rững mở rồi cứ mơ đến là quan to, chức lớn rồi bổng lộc. Rồi nó thật sự nó bắt thằng nhỏ ra bắt đầu nó làm một trong những cái cuộc thí nghiệm đầu tiên, ngày đầu tiên làm quan. Trời nó khai. Bắt thằng nhỏ mà bảo rằng cái như làm con phải khai đi. Đây là cái thể hiện sự khoan học. Trời đất thanh thần. Một cái thằng YouTube dơ mà cái chữ của nó viết có mấy từ mà chính tả sai lên sai xuống từ lừa. Vậy mà nó cho người ta một cái sự khoan học. Hay thiệt đó chứ. Tôi nói thật sự từ lúc mà có nền tảng YouTube đây thì bà con thấy rồi có nhiều thằng nữa rồi nó sống rồi nó đi trên mây. Nó sống nó nghĩ rằng chắc nó cũng là một trong những cái thành phần quan trọng. Cứ cho mình là một trong những thành phần quan trọng. Rồi lên đó rồi thật sự xem ai chứng ra gì. Rồi bắt ép một thằng nhỏ rồi tự cho mình có một cái quyền để mà khoan hồng. Bà con thấy khủng khiếp không? Quá khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp. Thì thâu bây giờ nó thật sự ra bay quay mà khi thấy mà gia đình thằng Dũng nó tràn xuống nó để ăn mày chung thì bay cũng tránh bay né ra bớt đi. Ăn mày mà nó thật sự quý bà con mà từ thằng em cho tới cỡ như là bài mấy bà chị. Ngày xưa tôi nghĩ rằng ông già mà già của ông Dũng này ông sinh ông ra đó thì ông cũng tự hào mình có được một thằng con trai đúng không? Sau này nó cũng phải là nối dõi tông đường. Sau này nó cũng là một trong những cái nơi mà để mà thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó. Bây giờ nó thật sự là một cái thằng mà nó gọi là nó lầy bây là nhớt xương. Nó lầy nhớt thay. Bây giờ nó dùng cái gầm cầu làm nhà. Rồi cái đem ảnh đem hình của cha mẹ ông bà ra đấy nó thờ. Tôi hỏi quý bà con nó thật sự. Nếu mà ngày xưa mà ba mẹ thằng Dũng mà biết được cái vấn đề thế này, tôi nghĩ rằng chắc họ không sinh. Họ không sinh ra thằng này. Đấy. Sinh ra được một người con trai là người ta vẫn là nó thật sự đặt cái niềm tin. Sau này đó, nó cũng phải là một trong những cái chỗ nương tựa của gia đình. Cũng là một trong những cái nơi
mà đã gửi gắm về sau khi ông bà cha mẹ đã khuất, để có một cái người mà thờ cúng, để có một cái người mà táo bộ, để có một cái người mà cũng là nói giỏi nói dầm. Trời đất thánh thần thiên địa sinh ông ra cho đã rồi nuôi cho ông lớn, rồi quấn cơm món sữa cho ông cho đã rồi bây giờ thật sự ông lên ông làm toàn trò mèo không. Lên ông làm như vậy thật sự cha mẹ mà nghe cũng đau lòng, đúng không? Ít ra ta không được làm quan to thì ta phải sống là trở thành một con người tử tế đấy chứ. Bây giờ mà lên mà ăn mày, mà thấy thằng em nó ăn mày ngon lành quá là mấy bà chị cũng là lết thất theo sau. Trời đất thanh thần ra đấy mà ngồi xếp hàng. Ai ai cái thân cũng là cá, thật sự cá tạ thật đó, rồi ngồi đó rồi cứ trông chờ vào YouTube. Nó lia ống kính vào thì bà nào cũng cố gắng mà đưa cái khuôn mặt của mình vô cho nó trọn hình. Khủng khiếp thiệt. Một trong những cái mà cực kỳ khủng khiếp quý bà con. Đó. Mà nói đây tôi xin lỗi quý vị. Tôi thấy là cái khu vực gì đó là xuất hiện rất nhiều kênh YouTube tào lao. Xuất hiện rất nhiều kênh YouTube rồi quay những hoàn cảnh thật sự chẳng giống ai. Bà con những ngày vừa qua bà con thấy rồi. Cái chỗ con nhí khờ đó. Nhí là nhí khờ đấy quý bà con. Đó. Con đó nó đang chơi hàng đá. Đó. Bà con thấy là kênh YouTube kia vô quay mà bà con thấy không? Trời nó lên cộng đồng mạng nó ăn mày nó ăn xin giải mà nó còn chơi hàng thì thao thua rồi. Đó. Đầu tiên nào mạnh thường quân mà gửi cho bọn này mà chịu cho nổ. Bao nhiêu tiền với bọn này nó cũng không có thấm thắt vào đâu. Đó. Vậy đó quý vị. Mà nó lên rồi kế tung người hứng rồi cái là nó lên rồi nó cổ xí rồi nó a vua rồi nó tăng bốc cho nhau rồi đã rủ nhau trở thành cái như là một đạo diễn một diễn viên đó là cái như là xong kiếm hợp bích lên mạng anh mày thành YouTube thì nó thật sự nó cũng không có một cái trình độ chơi rồi gặp một nhân vật cũng chẳng có một cái nếp na gì rồi kết hợp lại rồi quay đưa lên những thông dân mạng những cái phim xàm xí đó chứ rồi người ta nhìn rồi người ta cứ cho tiền bán cái danh dự bán cái liên tri để mà lên lấy đồng tiền của cộng đồng. Đây, rồi bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu những cái mà nó thật sự quý bà con á, là phải để lại cho cộng đồng mạng chúng ta một trong những hình ảnh nó chẳng tốt lành. Cho đến bây giờ nó thật sự nó còn vô nó quay cả như là cái cánh mà cả như là trong cái gia đình của là cái con Huệ. Nói tới gia đình con Huệ thì cũng không khác gì gia đình thằng Dũng. Ở chung là nồi nào là dung nấy thôi quý bà con. Đó, mây tầng nào gió tầng nấy thôi. Một cái thứ mà nó thật sự đó nếu mà nó có cái ý thức đó, thì nó không bao giờ nó thật sự nó để mà nó đưa cha đưa mẹ ra kiểu đó để chài mòi. Đằng này bà con thấy không, mấy ngày vừa qua là bà ngoại đó cũng là lết lên cũng lăn la lăn lơ tới ngoài cái giẫm cũng chấm cha chấm chợ cũng cần cái sự mà nhìn nhận của mấy thằng YouTube rồi nó quay lên nó cho kiếm được chút cháo rồi thấy phấn khởi quá. Trời ơi, làm gì nó thật sự không có làm gì nó sướng bằng ăn mày mạng hết quá vậy. Người ta ra ngoài đường người ta ăn xin đó là người ta để một cái gọi là một cái thau hay là một cái rổ. Rồi cái khách mà đi qua đường cao lắm là cái người ta đi qua là cái như là năm thở mười thì người ta mới bỏ đấy cho một đồng. Mà tiếp cận nó rất ít. Còn bà con lên không gian mạng đi. Những cái thứ này mà lên không gian mạng bà con thấy một cái clip nó đăng tải lên là có clip cả 100,000 người xem. Đó. Thì tôi nói không trúng được người này thì cũng trúng người khác thôi. Đó. Đấy là vì lý do vì sao mà cái băng nhóm YouTube này nó gọi là nó ăn mày với là cái nhân vật. Đó. Cái cần tung lên thôi quý vị. Thì người này họ thấy họ tránh thì người kia họ chưa bao giờ họ thấy thì họ lớp vô họ cho. Đó. Rồi cứ như vậy thôi, đó là một trong những cái vòng xoay đó. Cứ như vậy mà cái đám YouTube này kết hợp với những cái thành phần bắn bừa đó. Mà anh mày một cách lâu dài bền vững gọi là vĩnh cửu trường kỳ. Trời đất ơi, bó tay quý vị. Vậy mà mình nói ra là nó tự ái. Mình nói ra rồi nó trời ơi sao mà nói em. Em đâu có làm gì mà nói em. Trời ơi, em đang làm những cái hình ảnh nó xấu xa vô cùng cho một cái dân tộc. Đấy không? Em lên mà nó thật sự hình ảnh mà anh mày mà không chịu đi làm, không chịu đi lao động. Tôi nói thâu thì cái thời xưa gọi là bây giờ mình cũng vất vả người ta giúp cho mình được một mớ rồi thì thâu.
Bây giờ là nó thật sự lòng tham vô đấy, mà cái sức lực của nó bây giờ bà con thấy riêng thằng Dũng và cái con Huệ. À, giờ đứa nào lên cũng bảo là đau bệnh nó thâu ta, nó thật sự ta tiền thuốc bả chó ta nhai vô cho một bả rồi ta đi cho rồi cho nó thanh thản. Đúng không? Mình đau bệnh nó thật sự người ta nằm què, người ta nằm liệt mà người ta vẫn là có một trong những cái nhu cầu muốn đi lao động kiếm sống. Mình hơn người ta, mình may mắn hơn những người đó rất nhiều. Đó, mình còn đi đứng được, mình còn có những cái mà nó thật sự nó hoạt bát hơn người ta, là mình nó sống một cách là nó tử tế hơn chứ. Ở sao mình tử tế hơn người ta về cả cái ngoại hình mà mình sống mà nó thật sự nó hèn hơn người ta là sống kiểu gì đấy. Đấy quý vị, vậy đó. Bắt đầu nó vô nó quay nhà của là con Huệ rồi thằng em bà con tháng trời đất thánh thần, bây giờ có mấy triệu bạc mà cái ba mấy tuổi mà trong túi gọi là tiền khô cháy túi trời ơi, trời quý bà con đó hả, mới ba mấy tuổi bây giờ không chịu đi làm à, luôn trong tình trạng là tiền khô cháy túi à, rồi lên cũng xin lên cũng chài mòi à, lên cũng thể hiện mình là một trong những người thích đi lao động mà lại không có cái điều kiện đó đó. Chết là chết chỗ đó đó quý vị đó, rồi bà con thấy đó, rồi nó giục cho 300 đô rồi hôm nay thật sự rồi nó bán vé số sao rồi thằng Huyện hả, trời ơi, ông làm YouTube mà ông giống như ông làm một cán bộ đó, trời ơi ông đi quay người nhà, ông bảo vệ người nhà, ông tào lao chứ, thì thâu nó thật sự đó, ông đưa con Thắm gì ông làm phòng nhì cho luôn cho rồi đó, đưa con Sa Thắm về đó, nếu có vợ rồi thì gọi là cái như là Thắm là phòng nhì, còn chưa có vợ thì thâu lập thất nó luôn đi à, cho nó tiện, trời ơi đi lại mà quay nó tôn xanh, hiểu không, làm ăn xong nhanh à, mình là một trong những kênh YouTube mà nó thật sự lên làm cái gì nó có ý nghĩa thì ta làm cái gì mà bà con cộng đồng mạng người ta hoan nghênh thì mình làm, còn bà con cộng đồng mạng người ta phẫn nộ thì tốt nhất nên dừng. Đây là một trong những cái mà để sao, để mà cái như là mình đánh giá được cái hành động của mình làm như vậy có ổn hay không. Để. Mà mấy thằng này đó quý bà con, trời nói đúng nó cũng im ru, mà nói sai thì nó thật sự nó lên nó chữ lại. Để. Bó tay vậy chứ. Mà nhiều lúc đúng nó còn lên chữ nữa kìa. Đúng là nó lên nó chữ còn ghét hơn nữa kìa. Vậy sao? Càng đúng là càng đồng chạm tới cái nồi cơm trả mắm của nó. Nó đâu có tha đâu quý bà con. Là mấy ngày vừa qua nó thật sự mình lên mình nói mà cái là vỡ cả hơi tai chứ. Vậy mà nó thật sự chứng nào tật nói thâu à, bọn này nó là vậy đó. Một trong những cái như là cái nét văn hóa rồi à, một trong những cái là cái gọi là cái tâm nguyện từ lúc mà thành lập kênh là chờ kênh của em thành lập ra là để em đi quay cảnh thằng mày à, dễ gì nó bỏ à, đặt nay nó ra nó quay mà ông già của con Huệ nó rồi cái như là dùng len để mà đào mương đất bờ trời đất thánh thần thiên địa. Có sức ăn thì bây giờ phải có sức làm nữa chứ. Có con mà bây giờ nó thật sự con nó không chịu đi làm, nó không chịu đi lao động là lỗi do ai? Lỗi do mình, lỗi do người cha người mẹ mà không có cái sự dạy dỗ giáo dục. Xã hội biết bao nhiêu người đấy, người ta không làm việc này cũng làm việc khác, cũng để vì một cuộc sống sinh nhai. Đằng này mẹ thì ra gầm cầu nằm chơi, mẹ thì ra nằm cầu gầm cầu nằm phơi rau, ở rồi chờ YouTube tới quay bắt đầu là chia cái mỏ vô chút, ở rồi cái được có tiền mạnh thường quân đó. Rồi còn chồng đó thì cũng có đi làm mà thật sự không đáng kể, còn riêng độc nhất vô nhị là một người con trai, anh ở nhà rồi cứ dính cái mỏ đó là chờ cái kèo nào là nhậu là cái lớp tới thôi đó. Lỗi do ai? Lỗi cũng do cha do mẹ mà không có một cái sự mà giáo dục kiêm cặp. À, cho bây giờ lớn rồi nó sinh ra một cái sự mà chay lại. Đúng quý vị à, vậy đó mà YouTube trời ơi nó gặp mấy trường hợp này nó khó chí quá vậy. Nó gặp mấy trường hợp này gọi là một trong những cái mà cái như là nó đam mê đó à, thấy gọi là giống như là gặp được thờ đó. Trời ơi thua thật quý bà con à, YouTube mà nó thật sự mà cộng đồng mạng chúng ta mà không lên án cộng đồng mạng chúng ta không có một trong những cái mà để mà cái phản ảnh sự việc này thì tôi nghĩ sự việc nó còn đi xa nữa. Làm ăn gì ít ra mình là một kênh YouTube mình làm nó cũng có một cái ý nghĩa giá trị nhân văn. Đằng này nó thật sự cái chỗ mà gia đình con Thắm là cái gì đâu, nó tốt đẹp cái chỗ nào ngày nào cũng quay lên.
Mà trong khi đó cộng đồng mạng đang quan tâm một cái sự việc nó cực kỳ quan trọng, đó là thằng Sang là bị ban nhóm YouTube nó nhảy vô là hơn 10 người trấn áp, nó chà đạp, nó xúc phạm cái danh dự một thằng nhỏ mà lũ bay gọi là cái ngô lơ. Thì phải xem lại chứ quý bà con, mấy thằng này nó có lương tri hay không, mấy thằng này nó có thật sự nó thương người hay không. Thương người mà nó thật sự đó, nhìn cảnh một đứa trẻ mà bị người ta tấn công, nhìn cảnh một đứa trẻ bị người ta gọi là cái làm nhục, mà làm nhục đưa lên không gian mạng luôn, mà bay vẫn là cổ sĩ, bay vẫn a vua theo, thì hỏi rằng đó cái lương tri lũ bay bỏ ở đâu mất rồi. Rồi lên thích thể hiện, lên thằng nào thằng nấy cũng lên gầm người ra, lên thằng nào thằng nấy cũng thích thể hiện là con là một trong những cái kênh mà nó sạch, con là một trong những cái kênh mà nó tử tế đàng hoàng nữa quý vị. Ủa sao kỳ vậy? Mình thì mình không đủ sức làm thì mình cũng phải là chia sẻ một cái sự thật đấy chứ. Lên rồi bắt ép một thằng nhỏ vậy rồi về sau những đồng tiền đó về ăn cơm có ngon hay không, nuốt vô thật sự nó có mắc cổ hay không. Bây làm tào lao, tôi nói riêng cái vụ này đó quý bà con, đó riêng vụ này đó là tôi cũng mong lắm, mong rất nhiều rồi làm cho nó ra lẻ đi, rồi để cho cái đám này nè rồi nó mới hiểu được cái cảnh thế nào là nước muối lại mặn. Nó chưa nếm mùi đời cho nên chưa hiểu rằng cái là cái câu chuyện mà pháp đình cái thứ gì đâu mà toàn là thằng nào thằng nấy cũng đầu to mặt bự, mà lên quay cái thức phim thật sự nó không có một cái giá trị, không có một ý nghĩa gì. Vậy đó mà ai lên nói là nó sẵn sàng, nó đưa ra là nó chửi cha mắng mẹ người ta đây quý bà con. Cái đám này nó là như vậy, ai lên mà nói là sẵn sàng lôi kéo bầy đàn để mà đi tới trấn áp. Nó sống mà bà con thấy như là một cái cảnh mà rừng rú, không có một cái gì mà thể hiện là thượng tôn pháp luật. Quay lên toàn xàm xí rồi bày đặt đi kéo năm kéo bảy đi để tấn công người ta. Rồi tự xem lại mình đi chứ đỡ cộng đồng mạng nó miết vậy mấy cha. Bó tay. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Và cái câu chuyện, cái hành trình mà cái như là pháp lý chỗ mà đòi lại công bằng cho Sang là tôi sẽ theo dõi cái sự vụ này và sẽ chia sẻ với bà con khi có những cái thông tin là cái cần thiết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị và hẹn lại bà con vào cái chương trình tiếp theo nhé.